Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Là Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con được quy tụ ở nơi căn nhà nhỏ bé này, một căn nhà mà mọi người thấy không muốn dòm vô hay là không muốn ghé lại thăm. Vậy đây là căn nhà giống như là hang đá máng cỏ của Chúa Giêsu ngày xưa, nhà rách nát. Nhưng chúng con tụ họp trong khu vực rách nát này để ca tụng lòng thương xót của Chúa bằng việc là chữa lành bệnh tật. Thì hôm nay chúng con đã chữa lành được một người chị em là Thái Thị Chi, ung thư vú giai đoạn 3B, tạm gọi là giai đoạn cuối. Hôm nay chị đã được bình phục hoàn toàn hết ung thư. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã chúc phúc lành cho người chị em của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng con đang có mặt ở đây. Và xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng đã cầu nguyện cho chúng con, cũng như cầu nguyện cho người chị em chúng con là Thái Thị Chi. Cha xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em trên cộng đồng mạng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, sang lan vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời tất cả mọi người chúng ta ngồi xuống. Bây giờ trước tiên con xin kính chào chú Năm, đại diện cho địa phương để mà chứng nhận một bệnh nhân đã ra viện một cách gọi là danh chánh và ngôn thuận, có pháp nhân của bệnh viện ký xác nhận. Thứ hai là chúng em kính chào ông Tám, đại diện điểm thập đỏ ở đây, để hướng dẫn cho bà con có cơ hội đến với tình thương của hội thập đỏ. Thứ ba là chúng con kính chào bác Đông, bác Đồng, y sĩ Đông Y Nguyễn Văn Đồng tại Texas. Bác trở về đây để phục vụ cho cái phòng khám này với cương vị là người đặc trách, là giám đốc của phòng khám này, để hướng dẫn chúng con tiếp tục trị bệnh cho các bệnh nhân cũng như hướng dẫn cho các thầy lương y ở đây. Chúng con xin Chúa chúc sức khỏe cho bác, cầu mong Chúa ban phước lành cho bác nha. Đặc biệt là bác Đồng cũng có hội thập đỏ nữa nè. Bác Đồng 25 năm rồi, member. Bác Đồng có một cái bằng cấp thập đỏ chữa trị 196 quốc gia, chứ không phải là chỉ có quốc gia Việt Nam thôi. Thì hôm nay cha muốn nói với anh chị em một điều là về vấn đề chữa bệnh, rồi về vấn đề nhận bệnh, rồi về vấn đề mà ra phòng khám. Chúng ta còn mấy người thì chúng ta sẽ nói mấy người để chúng ta hiểu, để chúng ta sống. Trước tiên chúng ta muốn nói mấy người thì bây giờ ngày hôm qua cha, hai ngày vừa qua cha cho bốn bệnh nhân đi gọi là đi check lại, đi kiểm tra coi anh hết bệnh thì cho về, mà anh chưa hết bệnh thì dừng lại. Thì người đầu tiên đó chúng ta kiểm tra đó là Thái Thị Chi. Coi như con đã hết bệnh ung thư vú nha. Là cái hết bệnh đó không phải là cha nói, mà ở bệnh viện Minh Tâm đó, bệnh viện đa khoa Minh Tâm đó nha. Thì đây là cái pháp lý là bệnh viện đã trả lời với con như vậy, là con hết bệnh. Ở đây cha và mọi người ký xác nhận cho con có vô đây chữa bệnh và ra khỏi phòng này thôi, chứ không phải là cha và mọi người ký cho con hết bệnh mà bác sĩ ký nha. Điểm thứ hai là cha cho chị Mộng Điệp đi xét nghiệm ngày qua. Thì tối hôm qua về thì hai bác sĩ Mỹ là bác sĩ Đều Vu và bác sĩ Ara Nguyễn đã kết luận chị Mộng Điệp là 90% là không còn ung thư. 90% là người cho làm phố tay. Mừng không? Còn 10% đó cũng cẩn thận, không phải mừng đâu. 90% là con đã hết ung thư qua cái xét nghiệm của bệnh viện. Vậy con chỉ còn có 10% nữa là con hết ung thư. Con phải cố gắng để con lẫm cúp vàng. Phải cố gắng để lẫm cúp vàng. Vậy 10% thì nó lẻ lắm con. Tại vì nó vô cái giai đoạn mà gọi là
giống như mình tát cái đìa vậy đó, mình tát đìa bắt cá vậy, mới tát thì nó lâu dữ lắm, nhưng mà tát 3 tiếng đồng hồ rồi, còn cái tiếng cuối cùng nữa là có vài chục gạo nước là tát lẹ dữ lắm, tát ráng thôi là xong. Thì cái bệnh con giờ giống như là chữa ráng vậy đó, chữa ráng lên là xong. Đó là cái bệnh của con, là coi như cha đã công khai trên mạng, là hôm nay cha nói đây là công khai nhé, công khai cho con biết là con chỉ còn có 10% giống như là tát ráng thôi, tát còn vài chục gạo nước nữa là xong. Thì con phải ráng ở lại công tác nha, đừng lãnh cúp vàng. Có khi là con sẽ vừa qua Noel xong là con đi xét nghiệm, sẽ đi làm sinh thiết. Thì dù sao đi nữa thì Noel này ta không có mặt ở nhà, nhưng mà ta vẫn là hết bệnh ha. Dạ. Mùa Noel năm tới ta ăn lớn. Dạ. Con thì mùa Noel năm nay nhé. Dạ. Con một căn bệnh thứ hai là căn bệnh của anh Lê Việt Cường. Lê Việt Cường bây giờ là con... sau khi xét nghiệm thử máu con rồi thì bác sĩ Đề Vu và bác sĩ Aram đã kết luận con là thiếu máu. Thiếu máu thôi, chứ quả thật con không bị ung thư. Có nghĩa là ung thư con nó đã xong rồi, bây giờ còn chữa cái căn bệnh là thiếu máu. Đôi khi con có bị ói không? Ói cái chất ói ra màu gì? Màu đen. Còn cái phân, phân đen có mùi hôi không? À, vậy mỗi lần con đi cầu đó, con phải chụp hình lại nha con. Thì anh đó, chụp cái hình lại để coi cái phân như thế nào, rồi ối ra cũng coi cái phân như thế nào để nghiên cứu tiếp tục để chữa trị cho chị Cường nó mau nha. Theo nguyên tắc là con đã khỏi được 60%, có nghĩa là con đã khỏi ung thư rồi đó, nhưng mà không biết là bên trong con nó có bị chảy máu hay không. Thì đó là các bác sĩ đang nghiên cứu ngược trở lại nhé. Thì các bác sĩ có nói với cha rằng không đáng ngại, nhưng cái đáng ngại nhất là sợ con bỏ chạy. Cái đó là cái đáng ngại nhất, là sợ con bỏ chạy thôi. Chứ còn cái bệnh này đối với công nghệ này tới đây là không đáng ngại nữa. À, riêng như chị Tuyết ha, chị Tuyết thì theo thống kê của các nhà nghiên cứu đó, thì ung thư buồng trứng là chết. Hễ đã nói ung thư buồng trứng là chết, không thể sống được. Chị bị ung thư buồng trứng bên nào? Bên trái. Bên trái là bên đây. Mà khi nó, cái mạng của chị còn lớn là nó nổi hạch bên phải đúng không? Nó nổi hạch bên phải. Nếu mà chị quất cái hạch bên trái là chị chết. Nhưng nổi hạch bên trái hay bên phải gì vẫn phải chết. Vì cái ung thư buồng trứng nó phá hết tất cả cơ thể chị, nó phá sạch hết, không có còn gì. 100 người phụ nữ ung thư buồng trứng chết đủ 100 người, có khi chết luôn cái người nuôi, sợ quá chết luôn người nuôi á, thấy gì đứa nào không chết đó. Bằng chứng là những người bạn của chị ung thư buồng trứng chết hết chứ hay còn sống hả cha, không nghe rõ, chết hết trơn rồi, còn có mình chị lộn lại đây phải không, còn có mình chị lạc lòi đây, đáng lẽ chị chết luôn rồi. Nhưng mà may mắn là công nghệ này đã cứu chị cho đến đây, cho đến hôm nay. Là nếu chị không rắp về nha, thì khẳng định với chị là từ đây đến gần Tết là chị sẽ lành tính. Mà vì do chị rắp về rồi thì chúng tôi không thể cứu chị được. Còn chị hãy ý thức rằng là ung thư của chị là 100 người chết đủ 100 người nha. Vì do bởi chị không có chịu chữa nữa thì chúng tôi phải đành bó tay, chúng tôi không thể cứu chị được. Mà giờ nếu mà chị chữa nữa rồi á thì chúng tôi mới cứu tiếp tục được. Tại vì cái hiện nay cái tủy xương của chị á là nó sản xuất ra máu chưa đủ. Do vậy mà chị muốn sống á là chị phải ở lại đây. Chị muốn sống là chị phải ở lại đây. Còn nếu mà chị về thì chúng tôi đành bỏ tay và không có bác sĩ nào cứu chị được hết. Đó là cha nói cho chị biết như vậy nha. Tuy rằng chị đi làm sinh thiết, nhưng mà chắc chắn cái sinh thiết đó không thành công nha. Sinh thiết đó không thành công tại vì chị muốn đi về cho nên phải làm cho chị như vậy. Mà chắc chắn 100% là sinh thiết đó không thành công. Muốn thành công là phải từ 1 tháng trở lên nữa thì sinh thiết mới thành công. Còn nếu bây giờ chị muốn về thì chúng tôi phải nằm bó tay. Hiện giờ thì chị chỉ khỏe được 60% thôi, có nghĩa là cái chết nó không hành hung chị nữa, nó không có cướp mạng sống chị được nữa. Nhưng mà nếu chị đi về nhà vẫn chết như thế, không sống nổi. Đó là như vậy. Thì tự chị quyết định cho mạng sống mình.
chứ ở đây không ai quyết định được. Còn các bệnh nhân còn lại thì chắc chắn chúng ta sẽ lần bước chúng ta sẽ thử nghiệm rồi đi về, nhưng không lo rồi nhé. Lần bước chúng ta thử nghiệm rồi chúng ta đi về. Vừa rồi chúng ta đến phòng khám của chúng ta đông lắm, nhưng mà trong quá trình điều trị thì có người 1 tháng hết, có người 2 tháng hết, có người 3 tháng hết, rồi có người bỏ chạy. Thì có những cái sau đây cho nhắc nhở để mọi người ý thức để mình chữa bệnh nha. Bây giờ chữa bệnh thì sau 1 năm cho chữa bệnh nan y cho thấy có những sau đây, có những cái khó cho người bệnh sau đây. Thì gọi là khó khăn cho bệnh nhân. Ê, có những cái khó khăn cho bệnh nhân sau đây. Thứ nhất là 1. Không người nuôi. 2. Cái này có đúng vậy không? Ví dụ như Điệp gì đó mình. Cái khó đầu tiên là không có người nuôi. Đây là một cái khó. Đúng vậy không? Cái khó thứ hai là bỏ việc nhà. Có đúng vậy không? Hả? Bỏ việc nhà đúng luôn. Cái khó thứ ba là kinh tế nghèo, không tiền đóng nhà trọ, hoặc là không tiền đi xem đỡ ôm, hoặc là ở nhà khổ. Bỏ công việc ở nhà, người nuôi phải bỏ công việc. Kinh tế nghèo ha. Thứ 4 là nợ ngân hàng. Khi mà vợ chồng đi chữa bệnh, khi mà hai vợ chồng đi chữa bệnh thì Tết tới thì con cái ngân hàng người ta đầu hoặc tới tháng mới đóng lại, thì con cái không giải quyết được. Mà vô cái công nghệ này, vô phát đồ này không bỏ được. Nếu bỏ là nó trả lại giống như mình uống thuốc phổi vậy đó, mình uống thuốc lao vậy đó. Khi mình uống vô phát đồ, mình uống là mình uống hơi một cho tới xong luôn. Chứ mình bỏ một cử là mình phải làm lại từ đầu. Thế nè. Cái 4 là nợ ngân hàng không ai trả. Cái 5 là gì? Hả? Anh, cái gì không? Anh cháu nano chịu không nổi. Xin cả em quên rồi. Thứ nhất là không người nuôi nè. Thứ hai là bỏ việc nhà nè. Đúng không? Thứ ba là kinh tế nghèo, không tiền trả nhà trọ nè. Thứ 4 là nợ ngân hàng ha. Thứ 5 là gia đình á, cha đang nói gia đình không tin chữa bệnh ở đây. Có vậy không? Gia đình không tin. Cái này quan trọng vô cùng. Chú Năm đồng ý không? Cái này là cái rất quan trọng, vì cái này cái quyết định 50% hết bệnh. Gia đình không tin. Thứ 6 là hả? Người nuôi bệnh không nhiệt tình. Thứ 6 là không có người đưa về. Không người đưa về. Thôi còn nhiều thứ quá. Không nè. Thứ 7 là ăn không nổi. Ăn cháo nano không nổi. Dân dân. Còn rất nhiều chuyện ở dưới này nè. Mà mình chỉ tạm thời kể ra 7 thứ này thôi. Còn hàng đống chuyện ở dưới này mà chữa không được. Vậy thì đây là cái khó khăn của bệnh nhân. Còn cái thuận lợi của bệnh nhân thì không thấy gì đâu. Không thấy chỗ nào là thuận lợi. Vậy thì có những bệnh nhân họ đến đây họ chữa thời gian. Vì không có người nuôi tôi đành phải về. Vì bỏ việc nhà 2-3 tháng không ai lo tôi phải về. Vì kinh tế nghèo quá không tiền đóng nhà trọ. Bây giờ ở không được về. Vì nợ ngân hàng, vợ chồng ở đây, con cái, ngân hàng siết nợ con cái, không được, phải về ký. Vì gia đình không tin tu chữa bệnh này, không tin vào công nghệ này, uống gì mà uống hoài không hết, bỏ về. Vì người không có người đưa tôi về chữa bệnh, năn nỉ hoài không ai đưa hết. Vì tôi ăn cháo không nổi, ngay từ những mũi đầu vô thì tôi đau đớn quá, nói gì tôi cũng ăn hết trơn. Nhưng mà chừng nửa tháng sau tôi khỏe lại rồi bắt đầu tôi thèm thứ khác. Cháo tôi không khoái nữa. Tôi thèm ăn những thứ khác. Thèm lơ mơ thôi. Còn biết bao nhiêu cái vấn đề ở dưới này.
còn biết bao nhiêu vấn đề ở dưới này mà không giải quyết được nha. Vậy thì bây giờ giải quyết cái khó khăn này cho bệnh nhân thì giải quyết cái thuận lợi thì sao? Bây giờ mình làm sao cho bệnh nhân thuận lợi mà dẹp hết những thứ này? Khó à. Hả? Bây giờ không, bữa nay là bữa mình ra viện, anh Tám đồng ý không? Mình phải làm sao giúp cho anh ta có cái thuận lợi này nè. Để mình xóa đi những cái này, mà mình đưa những cái này, thay vì cái này khó, bây giờ đưa cái khó thành cái dễ. Bây giờ mọi người ý kiến giùm cha coi, mọi người là bệnh nhân á. Ở bệnh nhân ý kiến bây giờ mà cha với các thầy, các chính quyền đây, người ta đâu có chữa bệnh đâu, người ta biết. Bây giờ các bệnh nhân thấy những cái khó này là đúng rồi phải không? Bây giờ làm sao giải quyết được những cái khó này? Hả? Thắng, làm sao giải quyết được không? Theo con là bằng cái khó là cái nào mà cũng khó hết, nhưng không giải quyết được. Do mình hết. Do mình hết. Do mình, một là do mình. Do mình muốn ha. Do mình muốn là thuận lợi đúng không? Do mình muốn. Còn gì khác nữa không? Cái trước tiên là do mình muốn là nó sẽ dẹp hết những thứ này, mà nếu mình không muốn thì những thứ này nó hiện về, đúng không? Vậy còn cái ý kiến nào để mà giúp cho bỏ hết những thứ này này không? Thực ra thì cha cũng chưa biết giải quyết bằng cách nào thôi, thì cha nói với mọi người để giải quyết cái thuận lợi này ha. Nhưng mà cha mong rằng là các bạn trên cộng đồng mạng có ý kiến giùm cha. Có đứa nó ý kiến hay lắm, cha cũng hỏi trên cộng đồng mạng trước rồi, có đứa nó có ý kiến, nó nói cha ơi, bây giờ cha muốn dẹp hết những cái khó khăn này để bệnh nhân toàn tâm toàn ý chữa, cha lấy 100 triệu. Tự động nó bỏ ra 100 triệu là nó sẽ ở tới ngày nó chết luôn, hoặc là nó hết bệnh cái gì, bị gì tốn tiền. Người quý. Có phải vậy không? Còn ở đây cha chữa chùa. Chữa chùa là chữa cho không á. Cho nên nó... Bây giờ cha có đưa ra nguyên tắc là người đưa về nó không quan trọng người đó cha, nó quan trọng là ngay giờ đó người đó đưa nó về rồi không vừa bụng nó bác cái người đưa về qua bên liền. Vậy thì vấn đề cha đặt ra là những ông cha nhà thờ, những ông giám mục, những ông sư thầy, những ông chính quyền, ủa vậy là không giá trị gì trong người dân sao? Người ta chính quyền, người ta bỏ cơ quan, người ta dắt anh về đây chữa bệnh mà anh không vừa bụng, anh bác người ta đi, cái đó là cái lỗi đúng không? Những ông cha từng dắt về vừa bụng nó là nó ở chữa, không vừa bụng nó là cháu nano ăn nổi là bác cha dắt về quan bên liền. Vậy những ông cha đó có coi đó là con chiên tốt nữa không, chiên biết nghe lời không? Vậy những ông chữ thập đỏ, những người dân đó có nghe lời mình không? Mà mình nói rằng tôi là chủ tịch chữ thập đỏ trên bao nhiêu dân, mà nó có nghe mình đâu mà bao nhiêu dân. Rồi ông cha ông nói tôi là cha xứ của bao nhiêu con chiên, nó có nghe mình đâu mà chiên với chát đấy. Rồi bao nhiêu ông sư thầy dắt về, vừa bụng nó là nó ở, không vừa bụng nó bát liền tại chỗ. Vậy những người đó có phải là Phật tử của mình hay không? Hay là Phật tử trên môi miệng? Hay là Phật tử trên danh sách giấy tờ? Hay là công dân trên giấy tờ? Hay là con chiên trên giấy tờ trên môi miệng? Đây là vấn đề cho đặt ra mà tất cả các bạn trên cộng đồng mạng phải nghe để rồi phân tích nha. Vậy thì có nhiều bạn nói cha ơi, bây giờ cha bỏ ra 100 triệu là nó ở lại chết nó mới về. Tại lý do sao? Cha hỏi lý do sao? Nó nói bây giờ không còn chỗ đi nữa, tất cả các bệnh viện chạy hết rồi, là nó yên lòng, là nó không còn ngóng bệnh viện khác, nó chỉ còn ngóng ở đây thôi. Mà ngóng ở đây mà bỏ ra 100 triệu rồi là nó sẽ theo 100 triệu đó. Và chữa chùa cho nên nó không chịu. Vậy cha đặt ra để cho bác hết. Ở đây cha chữa bệnh trên cái tinh thần của Đức Kitô là anh em hãy yêu thương nhau và anh em hãy cho nhưng không. Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ thầy là các con phải yêu thương nhau và cho không. Đó là môn đệ của Chúa Kitô. Vậy tóm lại là chúng ta không sử dụng cái chuyện tiền bạc, mà chúng ta sử dụng cái việc dắt đưa người về. Việc đưa người về nói lên một cái tình thương nhau
anh em như thể tay chân, rất lành đùm bọc là phải đỡ đần. Rồi chúng ta sử dụng cái chuyện dắt về này, đó là cái tinh thần của Phật phải thương nhau, tinh thần của Chúa phải thương nhau, tinh thần của các tôn giáo dạy chúng ta thương nhau. Và cái công nghệ này là công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất trên tất cả mọi cái công nghệ mà chữa bệnh gọi là khoa học, thì công nghệ nano này là công nghệ tiên tiến nhất. Chúng ta phải cố gắng, chúng ta làm sao để cho mọi người thấy được cái tình yêu thương ở trong xã hội, mà nó cụ thể ở mảng y khoa. Trong cái mảng y khoa nó có một cái tình thương đặc biệt. Nếu như anh dắt được người thân anh về thì người thân anh được cứu. Ví dụ như cái cô Thái Thị Chi này là sư thầy của đạo Hòa Hảo, dắt về cách đây là đúng một tháng, thì hôm nay cô này ra viện, vậy là sư thầy này rất là vui. Đó là còn biết bao nhiêu sư thầy trong chùa, biết bao nhiêu là chính quyền địa phương dắt về. Ví dụ như cái ca nhà chú Năm hôm nay bỏ chạy này, phải không? Đó, chính quyền chữ thập đỏ dắt về có 3 ngày thôi, ở ấp 3 xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đòi ông chủ tịch chữ thập đỏ cho bằng được. 6 giờ tối phải, ông phải dắt lên đây, 6 giờ chiều đỏ đèn rồi mà phải đòi cha đến đây để nhận bệnh cho bằng được. Nhận bệnh 3 ngày là bỏ về, không chịu. Cái đó là cái khi chúng ta bệnh rồi chúng ta phải tạo phước đức chúng ta, chứ chúng ta đừng có tạo ra cái nghiệp, đúng không nè? Khi chúng ta đã bệnh nghiệp rồi, bệnh này mà đạo Phật gọi là bệnh nghiệp, đúng không? Chúng ta phải tạo ra phước, chứ chúng ta không thể tạo ra cái nghiệp được nữa. Nha, đã cha nói gì vậy? Vậy thì những người mà đến đây mà vì những lý do này họ không khám bệnh chữa bệnh nữa, họ về mình có ngạc nhiên không? Mình không ngạc nhiên. Nhưng cái mình tiếc thay cho họ là công nghệ mình chữa hết bệnh nhưng mà họ không được hưởng công nghệ này. Ví dụ như Thái Thị Chi đây là một cái bằng chứng là cô đã không còn bệnh ung thư. Nhưng mà những cô khác cũng là ung thư, chữa gần hết, bỏ chạy về vì những lý do này, thì những cô đó chúng tôi đành bó tay không giữ lại được. Chúng tôi đành bó tay do đủ thứ lý do mà những cô đó ở lại được. Vậy thì đây là những cái ý nghĩa mà cha đã muốn nói lên. Thì chút nữa cha mời anh Tám, chú Năm với bác Đồng cùng với cha suy nghĩ những điều này để giúp cho bệnh nhân có mặt ở đây, cũng như bệnh nhân trên đường về đây, cũng như giúp cho cộng đồng mạng chúng ta có một cái giao thoa với nhau, cái giao thoa giữa ta với giữa người bệnh chưa về, giữa ta với giữa người đang chữa bệnh, giữa ta với cộng đồng mạng. Chúng ta làm sao có một cái liên kết chặt chẽ với nhau để giúp đỡ nhau. Thí dụ như hôm nay anh Tám nói ở đây, nhưng mà cộng đồng mạng người ta sẽ nghe, người ta sẽ nói cái anh Tám đó, ông nguyên chủ tịch chữ thập đỏ đó, ông nói rằng là ông khuyên cộng đồng mạng là hãy nghĩ làm sao để giúp người bệnh, đúng không nào? Tuy rằng mình không phải là người gọi là đại nhân đi, nhưng mà ít nhất cái lời nói mình nó có một cái lòng đạo đức, nó có một lòng từ bi, thì cái lời nói đó nó sẽ xé và nó sẽ xuyên qua tai người ta, nó sẽ đến tim người ta liền. Còn cho dù mình có trình độ, mình có trí thức, mình có chức vụ, nhưng mà mình nói không có lòng từ bi thì cái lời đó cũng sẽ như gió thoảng này bay. Đúng vậy không nè? Giống như cha nói, Chúa Giê-xu nói các con hãy cho nhưng không. Cái điều này khó vô cùng, nhưng mà tới ngày thời điểm nào, năm tháng nào, ngày giờ nào vẫn có người thực hiện. Vì cái lời nói đó là lời nói từ bi. Lời nói đó là lời nói từ bi, cho nên không ai bỏ được hết. Hôm nay người ta làm không được, ngày mai người ta làm. Chút nữa chú Năm, anh Tám, bác Đồng sẽ nói những câu nói mà hôm nay người ta làm không được, nhưng mà những thế hệ sau, con cháu nó nghe nó làm. Đúng vậy không nè? Con cháu nó nghe nó thực hiện. Ngay bây giờ có thể nó cảm không được lời nói của mình. Tại sao vậy? Tại vì khi nó nghe lời nói của mình, nó cảm không được là do cái đức độ nó không đủ để đón nhận lời nói đó. Đến một năm tháng nào đó đức độ nó đủ thì nó nhớ lại cái lời nói của mình, lời nói đó có giá trị, nó sẽ thực thi ngay. Giống như bây giờ cha nói là thức ăn của con người là mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống. Vậy thì ngày hôm nay anh nghe không được, nhưng chưa chắc ngày mai anh nghe không được à. Thôi nè,
Ngày hôm nay anh chưa hiểu nhưng mà ngày mai anh hiểu rồi sao? Rồi anh không hiểu nhưng mà con anh hiểu rồi sao? Mà con anh không hiểu, cháu anh hiểu rồi sao? Vậy kìa. Đó là điều mà cha đang suy gẫm như vậy. Cho nên cha mong anh Tám, chú Năm với bác Đồng chút nữa có những lời khuyên, không phải khuyên cho cộng đồng mạng mà khuyên cha, khuyên các thầy, khuyên những bệnh nhân và khuyên tất cả mọi người trên cộng đồng mạng hãy có một cái những cái điều lành để mà chúng tôi thực hiện, mà chúng tôi làm được thì con cháu chúng tôi làm, đúng không nè? Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục là hôm nay chúng ta quyết định, ký quyết định cho một người chị em chúng ta là Thái Thị Chi. Ngày chị vô đây là có sư thầy ở đạo Hòa Hảo dắt về cách đây một tháng. Thì chị này là ung thư vú giai đoạn 3B, tức là giai đoạn ngấp nghé quan tài, giai đoạn cuối đó. Thì sau một tháng chữa trị thì chị Thái Thị Chi này bệnh viện Đa Khoa Minh Tâm đã kết luận chị không còn ung thư. Đây là điều đáng mừng vô cùng nha, điều đáng mừng vô cùng. Thì hôm nay cha và các ông lớn ở đây ký cho con một giấy này, rồi con về nhà của con, con hãy cố gắng sống cho tốt nha, con hãy cố gắng sống cho tốt. Tại sao con đến đây mà con hết bệnh? Thưa, bởi vì con đến đây con đi theo phác đồ, đi theo phác đồ, đi theo phác đồ chữa bệnh. Phác đồ này đã được thử nghiệm một năm rồi và có mấy chục ca nan y ra viện rồi, và sau một năm thử nghiệm thì cha bắt đầu anh Tám, chú Năm, bốn người này đã từng làm việc tại Hà Nội với các nhà khoa học đầu ngành của nước chữa ung thư. Thì hiện nay cha nói đây, nhưng mà ba người này đều công nhận là các nhà khoa học ngoài đó đã chấp nhận cái phác đồ của ta là phác đồ chữa ung thư bằng ăn cháo nano đó, ăn cháo nano. Vậy ngày mai này, bây giờ con ăn cháo nano con hết bệnh nè, ngày mai này con về con bệnh lại, cái đó là tại con chứ không phải tại phác đồ, cái đó là tại con. Vì cái cháo này nó làm cho con hết bệnh thì đương nhiên con phải ăn theo cái cháo này. Vậy thì con ăn theo cháo này là con ăn, nói theo đạo con á, nói theo đạo con là đạo Hòa Hảo là ăn chay trường đó. Nếu con muốn hết ung thư luôn thì con phải về con ăn chay trường, bởi vì hiện tại trong người con không còn cái gọi là cái con virus tế, con tế siêu tế bào độc. Thế nè, hiện tại trong người con không còn, nói theo kiểu là virus á, là không còn siêu tế bào độc nữa, là cái glutamine nó không còn nữa, ở trong bắp thịt con không còn, ở trong bắp đùi con không còn, ở trong cơ thể con không còn nữa, vì cha đã đưa nó đi ra ngoài hết rồi. Bây giờ trong người con không còn cái con siêu tế bào độc nữa, nhưng nếu con về con cho thịt động vật vào thì con lại tiếp tục ung thư nữa. Vậy con phải đổi cái thay đổi lối sống mới là con phải ăn chay trường thì con mới không còn ung thư nha. Vậy ngày mai này con về mà con tiếp tục con ăn động vật mà con bệnh lại, con không thể đổi thừa được. Cha nói trước rồi nha. Để không thôi con đi chữa bệnh rồi về vài tháng sau con ung thư lại, cái nói chữa bệnh gì kỳ quá, hết rồi giờ bị lại. Đâu có, bị lại là do con. Giống như cái nhà của con mượn cha là vô cái phòng nhà con, cha dọn sạch sẽ hết rồi, rồi cha đi về nhà cha, cái con ở tháng sau nó dơ y chang vậy, con đổ thừa cha dọn không sạch, con bỏ rác vô tiếp tục thì sao con đổ thừa cha dọn không sạch được, phải vậy không? Hôm nay cha dọn sạch cơ thể con rồi đó, con về nhà con cứ theo cái phác đồ là ăn chay trường của đạo con đó thì con sẽ không bị ung thư, vì cái chất glutamine không còn đó. Còn nếu mà con cho động vật vào thì nước nhất định con ung thư là, mà con ung thư là không ai chữa, ở đây không nhận con nữa, chỉ cứu một mạng thôi nha con, cứu con một lần thôi chứ không cứu con hai lần, còn nhiều thời gian để cứu người khác nữa nha. Vậy nếu con về con ăn chay trường nhất định con sẽ thành công, mà nếu con ăn động vật nhất định con sẽ trở lại, vì ở đây cha và các thầy đã dọn sạch cái phòng của con rồi, con người con rồi,
mà con gì con bỏ rác vô thêm thì đó là tại con chứ không đổ thừa đây được. Đó là cha nói rõ ràng là như vậy nha. Rồi các bệnh nhân còn lại cũng vậy. Tháng 5 đi trước, tháng 10 bước theo sau. Mạng sống của các người bệnh không giữ thì ai giữ giùm được đây? Đời sống của mình, chương trình của mình, kỷ luật của mình, tất cả đều của mình mà mình không chấp nhận theo phác đồ thì không ai có thể làm cho mình thay thế được hết. Không ai thay thế giùm mình được. Thì mình muốn xin về thì ta sẵn sàng cho mình về mà người ta còn quỳ chắp tay lại mình một lại nữa. Vì sao? Vì anh không có giữ được phác đồ, anh ở đây anh phá cái phác đồ của người ta chứ không phải là anh tốt lành gì. Nó là như thế nha. Cha nói rồi, còn mà tất cả những người bệnh còn lại cố gắng nha. Rồi từ nay trở đi cha nhận bệnh cũng khó vô cùng. Cha không nhận dễ như ngày xưa nữa. Bởi vì khi công nghệ này nó ra đời, nó thành công rồi thì hiện giờ là cha đang phát triển bên Mỹ chứ không phải Việt Nam. Hiện giờ là cha đang dự kiến năm 2019 là sẽ phát triển tại Mỹ. Còn tại Việt Nam này khả năng là cha đóng cửa cai. Nếu những bệnh nhân không nghe lời, mà nếu cha có trị chữa trị đi chăng nữa thì cha cũng chữa trị những con người có chức vụ cao. Để những con người đó mà họ tin vào phát đồ này, công nghệ này thì những người dưới họ sẽ tin theo. Đúng vậy không anh Tám? Nếu cha chữa, cha sẽ chữa cấp cao hơn, những con người có chức vụ cao hơn, mà nếu họ có điều kiện nên chữa, cha chữa. Còn những con người nhỏ nhỏ với cha không chữa nó. Vì cha chữa nó phá hư phát đồ. Nó phá hư công nghệ. Nha. Đó là kinh nghiệm của cha nha. Không phải cha không thương đâu. Không phải cha không thương người bệnh đâu, cha thương lắm. Nhưng mà nó làm cho cha không có còn, không có điều kiện để thương nó, chứ không phải là cha không thương nó. Nhưng mà nó không đứng lại để cha thương nó. Nó đến đây mà nó không chịu để cha thương, mà nó đòi là nó thương nó. Bệnh nhân á, nó đến đây cha chữa bệnh cho nó mà nó không để cha thương nó. Mà nó nghĩ rằng nó thương nó mới đúng thì nó chết. Cho nên sắp tới đây thì công nghệ này cha sẽ chữa bệnh những người cấp cao. 5 người, 3 người, 4 người chứ cha không chữa nhiều. Nha. 3 người, 4 người, 5 người vô nhà trọ chúng năm ở là đủ rồi, chúng năm có 6 phòng trọ phải không? 6 phòng trọ chữa 6 người à, không chữa nhiều. Chừng nào hết 6 người đó hết bệnh rồi chữa 6 người khác. Anh Tám thấy gì được không? Chữa 6 người. 6 người đó mà hết ung thư rồi nhận 6 người khác. Vậy mấy đứa ung thư mày chờ đi, 3 tháng sau tao nhận. Chờ đi. Tao ra khóa 6 người này rồi 3 tháng sau nhận mày 6 người. Vậy đó, cha chữa vậy đó. Cho các thầy khỏe nha. Vừa chữa vừa học hỏi thêm. Vừa học hỏi. Công nghệ này càng học hỏi ngày, chừng nào cũng càng cao cấp chuyện đó. Vậy hôm nay cha kết luận lại là cha mừng cho con được khỏi ung thư nha. Rồi bây giờ trước tiên là con xin mời bắt đầu nha. Bắt đầu có vài lời khuyên tụi con với tất cả mọi người trên cộng đồng mạng nha. Rồi, xin mời bác. Với trước mắt là cái vấn đề quan trọng nhất đối với bệnh nhân, thì như vừa rồi cha là đã nói với bệnh nhân này là chị Chi đó, về nhà cố gắng và tiếp tục ăn chay trường đi, vì đạo Hòa Hảo đức thầy Huỳnh Phù Sổ này căn nhận nhiều lần rồi, muốn mở cửa niết bàn thì là phải cấm sát sinh, không dừng không cấm sát sinh mà là phóng sinh nữa. Thì mình là con cái của thầy, của đức Huỳnh, thì mình phải ăn chay trường. Ăn chay trường không phải cho kiếp này mà chuẩn bị hành trang cho kiếp sau nữa. Còn về mặt cha thì con thấy cái việc làm của cha rất là trân trọng. Phải nói là việc làm này có tính chất chùa là đúng rồi, chùa là cho không. Cái việc cha phụng sự cho chúng sinh là cha là coi như cha là phụng sự Thiên Chúa rồi. Thì con đường này con đề nghị cha tiếp tục. Tại vì á, cánh cửa thiên đàng đang mở rộng đón chào đón cha. Mai mốt cha con với anh em ở đây, nếu mà chết không có cái giáo triều nào đón mình hết, không có cái giáo hội nào đón mình hết, chỉ có Thiên Chúa trời Phật đón mình thôi, thì mình sống hết tất cả cho dân sinh, cho mọi người. Xin hết. Chút nữa chú Năm sẽ trao cái bằng này thì chú Năm sẽ có lời khuyên luôn nha. Bây giờ xin mời anh Tám. Trước thì kính thưa mục cho tất cả bệnh nhân, hôm nay Tám lại dự cái buổi này
được lành mạnh thì bên cạnh đó thấy chắc bệnh nhân cũng chấp hành cái pháp đồ của ông cái các thầy lương y thì chúng ta sẽ hết. Cũng chúc sức khỏe cho bệnh nhân là Thái Kim Chi thì chúng ta về nhà chúng ta cứ giữ được pháp đồ thì chúng ta sẽ dạy con cháu chúng ta thực hiện tốt cái tình yêu thương để cho đó là đấy là nhất là Phật là Chúa rồi cũng ban phước cho chúng ta được sống cho trọn vẹn. Kiếp này chúng ta đáng là tích đức làm là việc nhân việc nghĩa việc phước việc đức đi rồi sao kiếp sau chúng ta hưởng thì chúng ta trồng chúng ta phải hưởng thôi. Thì một điều quý sau cùng người chúc sức khỏe tất cả là trong bệnh nhân nhất là bệnh nhân là Thái Kim Chi và tất cả bệnh nhân chúng ta thì ráng cố gắng quyết tâm mình giữ theo pháp đồ thì chúng ta sẽ lành mạnh để chúng ta trở gia đình để là phục vụ gia đình và lo cho xã hội. Sau cùng chúc sức khỏe tất cả xin hết. Đây là cái giấy chứng nhận chút nữa cha sẽ ký rồi cha nhờ chú Năm trao rồi chú Năm sẽ an ủi bệnh nhân thêm nha. Bây giờ cha đọc cái giấy này cho cái nghe nha. Điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không. Giấy chứng nhận bệnh nhân Thái Thị Chi, địa chỉ ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, sinh năm 1985, nhỏ tuổi lắm không? Chẩn đoán ung thư vú phải đã phẫu thuật tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 11 năm 2018, tức là ngày con phẫu thuật á, ngày con mổ á. Sau thời gian viện chẩn điều khiển liệu pháp và so bóp Việt Nam tại điểm hội chữ thập đỏ, bệnh nhân đã được bình phục dựa trên kết quả bệnh viện đa khoa Minh Tâm tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Kết luận của bác sĩ là da và lớp tổ chức dưới da chưa thấy cấu trúc bất thường vú trái. Bác sĩ Triệu Minh Luật xác nhận ngày 13 tháng 12 năm 2018. Thì kết luận con này nha, cho đọc lại nha. Da và lớp tổ chức dưới da chưa thấy cấu trúc bất thường ở vú trái. Có nghĩa là vú phải con đã bình phục vú trái không có gì. Tóm lại con không có di căn luôn. Mà không còn ung thư luôn. Tuy rằng con có bị cái khó là con bị cắt một cái vú thôi. Giống như vừa rồi con vô đây ta có dạy một lần đó. Là đây là cái tam giác vàng. Đúng không? Bây giờ cái tam giác này nó bị chinh gốc rồi. Thì giờ nó hiện lên cho đứt rồi đó. Nó hiện lên. Bây giờ con cái tam giác này bây giờ là đời sống gia đình của vợ con nó không còn giống như ngày nó còn gái nữa. Tức là về đời sống gia đình nó sống với con nhưng mà nó không giống như là thời nó còn mạnh khỏe bị nó bị mất thân bằng một chỗ rồi. Thì con phải thông cảm chỗ này cho vợ con nha. Và ý cha nói là con không được có vợ bé. Hiểu chưa? À, tuy rằng vợ con cũng sẽ đáp ứng được cho con về vấn đề tình dục nhưng mà không đáp ứng được mạnh giống như ngày xưa nha, vì nó đã bị mất thân bằng một chỗ rồi. Thì bây giờ con phải thông cảm cho nó và con phải thương nó nhiều hơn nha. À, ok được không con? Nào được ha. Rồi vậy đi. Rồi đây là cha ký cái rồi con mời chú Năm nha. À, cha dạy con kỹ lưỡng như vậy nha để rồi con về nữa con không bắt cha được điều gì nha. Con cảm ơn cha ông hết. Trước khi chú Năm có mấy lời tụi con có nói gì không? Dạ. Dạ con cũng cảm ơn cha và các bác đồng và chú Tám, chú Năm, các thầy, các chú bác bệnh nhân. Con rất vui mừng vì đã đến cha trị bệnh và con đã hết bệnh. Và con rất cảm ơn cha và các thầy. Con mừng quá, con không biết nói gì. Con rất cảm ơn cha. Vậy thôi đó hả? Mừng quá không biết nói gì. Bây giờ các bệnh nhân có ý kiến gì không? Các bệnh nhân còn lại có ai có ý kiến gì không? Thấy chị em mình khỏe vậy mình có ý kiến gì? Mời bác ở Nghệ An coi. Nói vài câu coi. Bác có ý kiến gì không? Cứ lên đứng lên nói coi. À, ông này là ổng ung thư không nói được mà nay nói được chưa? Cha mà hồi đó chưa thập đỏ đó con nói cái ai vào đây thì có 20 ngày rồi thì chưa con theo pháp đồ của cha và hồi gọi chưa thập đỏ thì đã được 30-40% thì lúc này con mình nói nhiều thì cũng có thể nói được thì con mong cha và các cô thầy trong chưa thập đỏ giúp đỡ và cứu trợ. À, ít nhất là ổng nói đã nghe khá hơn lúc trước rồi ha. À, cuối cùng con mời chú Năm.
mà chú Năm nói vài lời cái trao giấy khen cho. À đứng đó luôn, đứng đó luôn. Trước hết kính chào linh mục là Phái Râu Nguyễn Tường. Dạ, dạ. Chào là cái các anh chị cô bác người bệnh và người nuôi. Bữa nay thì nhân dịp mà kỳ này là chắc kỳ thứ tư, tôi cũng vinh dự được là thứ tám lần ký bệnh này, ký nhiều quá. Vậy gián đoạn một thời gian thì cũng theo dõi thời gian đó, cái lý do tôi cũng đặt đề ở đây. Thì bữa nay thì có những cái là bữa nay mà bệnh nhân mà ra đúng là cũng ít mà cũng vui vẻ, cái là coi như là bệnh nhân này ở nhà tôi. Hay lắm, trong đàn hóa tay là coi như là chú Năm cứu được một người. Theo dõi coi như là hồi nãy cha Từ cũng nói là nhà tôi có 6 phòng bệnh mà rất là tuy là ở đó thì tôi cũng rất quan tâm. Ý là cũng cha Từ cũng là dặn dò, thí dụ giờ là cũng bệnh mình nằm đó thì tới lui thì ít nhất là bây giờ tôi bộ hổm tôi có nói rồi, phải bệnh cái nhà trọ là bên kia thì cha Từ cũng thường xuyên đi kiểm tra đó, và trong ngày tin tưởng là ông Năm phụng. Mà bữa nay con cái gì là cái tâm sự của tôi chút, tức là cái mừng cho cháu Chi này được là ra là phòng khám không tường phải không? Không tường. Mà đặt cái đề không tường. Khám nhà lá. Nhà lá đâu tường. Cái quan trọng đó thì cái tường này vẽ một 7 cái vấn đề đặt ra. Thì 7 vấn đề đó tôi thấy lật lượt đó lại. Mà khó nhất là gì không? Khó nhất con người dẫn vô. Mà khó nhất là tôi khó thứ một đó. Đã dẫn vô đây được rồi mà không chịu trị bệnh. Có nhất cái câu đó tôi giải mã không được, còn thiếu nợ ngân hàng hoặc cái chuyện gì đời người mà còn mình là còn tất cả phải không, thì cái đó giải quyết được hết trơn. Và mấy cái đó tại học mình không giải quyết. Cái bà này nãy hồi tháng rồi ông đo ông nói anh Năm ơi, con trai thì 2-3 đứa phải không, tôi lên chút xíu nó chạy nó về rồi bãi sáu ba thân mà nói anh Út, anh Năm ơi bây giờ kẹt, bây giờ em ở trên này rồi nó ổng có gì rồi ai lo, tức là có mừng đã. Cái quan trọng nhất là cái người nhà đó. Thì nói đây có những người nuôi để có gắn gắn, tôi không phải đặt vấn đề là cái người nào mà đáng đó, cái người là bệnh tật rất là khó khăn. Tôi cụ thể đây nè, tôi nhận Thắng nè, ổng cũng trần thân mà hồi sáng hồi chiều qua anh ông già nó có nói, cha có nói tôi là bệnh Thắng khoảng 3 tháng mà đúng là năm theo bắt đầu đúng 3 tháng mà tôi yếu lòng tôi hốt Thắng tôi chạy về là miền Bắc rồi. Thấy không, thấy nó đau vật vã mà đau riết nó quạo luôn à, tức là bố không biết gì hết đâu, ổng cho tao không biết mày tao sanh mày ra được. Ổng nói vậy vậy, nó đau quá rồi nó quạo, mà đúng là ông già này nhiệt tình với nuôi con nhiệt tình chưa từng có. Thì nó đau rồi bố tới bắp lui này nọ, thì cái chuyện đó rõ ràng. Thì thôi bây giờ tôi nói là sơ bộ thôi, nãy là cho Từ cũng nói dặn dò rất nhiều rồi, thì đáng là coi như những người bệnh còn lại thì đáng cố gắng. Thì bữa nay là mừng cho cháu Chi này ra viện, mà các bệnh nhân còn lại là nếu theo phác đồ này ráng cố gắng theo cầu này cũng dần lần được cũng ra, nhất là chú lo ở Bến Tre nè thấy cũng khỏe quá rồi, ở trong nhà tôi thấy khỏe rất nhiều. Còn cái ông mà ở ông này rồi, ông này tôi kêu chú ơi nói chuyện nghe không nói bà cũng vậy đó. Mà bữa nay là thấy nói vợ tôi, nói vợ tôi đó, tôi hả không gắt đầu thì không kỳ, mà gạt đầu thì bây mà đồng tình mình gạt đầu phải không. Mà bữa nay là nghe rõ rồi, ai ngờ đâu ổng bệnh ổng nói không được cái chuyện đó, đáng nói bữa nay rõ thì cũng mừng cho anh đấy, ráng cố gắng. Nhưng mà nhất là có vợ rồi, tôi văn nghệ đó ổng còn khỏe quá, sáng nay tao mà tập thể dục trời ơi tập hết chất ổng bộ đội lần á, đúng cái đúng cái thấy quá trời là khỏe. Thì thôi giờ tôi nói ngắn gọn vậy là thôi, trước nhất bữa nay là chú Năm mừng cháu là ra viện, tại ráng cố gắng cũng như cha Tường dặn dò, ráng giữ có phát đồ này, đừng ý như hồi nãy là cha Tường nói rất chí lý, ví dụ con nhà con là xả rác quá trời rồi bắt đầu là ta dọn sạch rồi phải không, ta dọn hết trơn rồi giao trở lại là con cũng y là như cũ, kệ rồi có người dọn nữa sao, ví dụ vậy thôi giờ là mình xả rác thời gian cũng có người dọn nữa cha Tường này. Bây ở sao bây ở kệ bây không có dọn nữa đâu ha. Thì ráng cố gắng theo phác đồ này, ráng cố gắng để điều trị bệnh cháu, đừng nghĩ y nữa nghe con. Thì vợ chồng thấy hạnh phúc
cái thứ nhất, cái thứ hai á là chồng con cũng nhiệt tình nuôi bệnh, và bữa nay thì sáng có hỏi người nhà có đến không, thường thì đi bệnh người nhà thôi vậy cũng xa, chu quá thấy cũng khỏe rồi, thôi giờ là ngắn gọn thôi, giờ là cố gắng vậy mọi người cũng vậy, nuôi bệnh nãy tôi nói vậy là có đụng chạm ai không, ví dụ giờ có lương tâm mà đụng chạm ai thì ráng cố gắng, là tôi nói rồi tôi nói ngay, tức là nuôi bệnh phải dễ tình, biết nhiệt tình gì bệnh đó, phải giật giả ta đau rồi thấy là cho bốt này nọ, là anh em có khi mà tình tứ với nhau vậy ha, để rồi mới so dịu cái vết thương người ta. Chú bảo quả có hai vấn đề mà tôi nói hai bệnh nhân đây, thắng có ông thắng là cái ông tạ không cho ông nhõng nhẽo quả, muốn cháu được thì biểu bả thôi, bả hỏi đúng có ông thắng nè, rồi bà kia có quạo bà cự lại, trời ơi cự giật giả nhà tôi lúc đó là tôi không đổi cho rồi, ở trong nhà tôi bực mình luôn, cứ có tôi quạo quá trời, tôi nói cũng nhà gì có cả cự nữ rồi ăn nhõng nhẽo tới luôn, cuối cùng đó không nghe bắt đầu rồi đi về để chết. Thứ hai là cô ở Mỹ về, cô đó không phải là cũng đại gia đình, không đại gia đình là không nuôi, không có người nuôi, mà cổ cũng tự ái, cổ ngày đó cũng cự nữ quá trời, tự tẩu tuân thôi, nghe không? Đó, thì cái chuyện là ráng cố gắng là theo pháp đồ này, rồi cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, tức là cũng khuyên những bệnh nhân người còn lại theo pháp đồ này ráng cố gắng để là coi như là sớm để về nhà đoàn tụ để ăn Tết Tết âm lịch hơn. Tết dương lịch này chắc là Tết dương lịch này chắc là một vài người thôi ra thôi ha. Rồi cuối cùng thì chúc sức khỏe các bạn nha. Nè, con còn con ra thời giờ ra đây. Con ngồi qua đây đứng đây này trung tâm đi. Con tràng phó tay nhé. Rồi con cảm ơn chú Năm, cảm ơn anh Tám, cảm ơn bác Đồng. Cuối cùng thì cha tuyên bố kết luận là đã trao cái bằng chứng nhận là đã hết ung thư vú nha. Tóm lại một câu là đang không ung thư. À, cha viết chữ này cho con nhớ đời đời nha. Chữ này con phải nhớ câu một thì con kết luận luôn, con đi về bình yên nha. Con biết chữ không? Dạ biết. Biết chữ đọc chữ thấy không? Đọc tới là cha viết chữ gì? Đang. Chữ gì? Không. Chữ gì? Ung thư. Đang không ung thư, có nghĩa là không ung thư. Nhưng ngược lại nè, nhưng ngược lại tại sao cha gọi là đang không ung thư? Là bởi vì cái cơ thể của cô này không còn siêu tế bào độc nữa. Còn ta là đang ung thư đó. Tất cả mọi người đang ăn động vật đó là đang có cái tế bào ung thư, nhưng mà nó chưa đủ điều kiện để nó phát sinh. Nó chưa đủ điều kiện để phát sinh. Còn cô này qua quá trình điều trị là đã thanh tẩy tất cả những tế bào siêu độc rồi, cho nên hiện tại con mới là người đang không ung thư. Còn ông này, tất cả những ông này là đang ung thư. Những ai ăn cây cỏ như cha cũng vậy, vẫn còn cái tế bào ung thư. Vì lý do gì? Lý do cha chưa có đi vào phác đồ. Tuy rằng cha đã ăn cây cỏ mà hạt giống lâu rồi, nhưng mà cha chưa có chữa bệnh ung thư. Cho nên cha vẫn là có những siêu tế bào độc. Nó nhỏ lắm, mình không phát hiện ra nó thôi, nhưng mà mình vẫn có những tế bào ung thư. Còn như con là không còn ung thư, đang không ung thư. Con hiểu không? Là đã thanh tẩy hết những cái siêu tế bào độc rồi. Bây giờ từ con ăn lại thì con mới bị khác. Còn như tất cả những người mình chưa thanh tẩy đó là đang ung thư đó. Nhưng mà ung thư nó không hành mình, nó chưa hành mình thôi nha. Con hiểu chưa? Hiểu cái chỗ này nè, đang không ung thư. Đó là hiểu như vậy. Còn như cha là đang ung thư đó nhưng nó chưa hành nha. Mọi người ăn động vật là đang ung thư đó mà nó chưa hành. Do bởi ung thư là bởi vì mình chưa có nạp cái thuốc này vô để thanh tẩy tế bào siêu độc. Còn con đã thanh tẩy rồi. Bây giờ con thì không ung thư mà chồng con là đang ung thư nhưng mà nó chưa phát hiện thôi nha. Đó là như vậy nha. Vậy con nhớ con giữ cái chữ là đang không ung thư. Phải giữ chữ này quan trọng lắm nha. Vậy muốn giữ chữ này phải làm sao? Ăn chay gì? Nó giật cái chữ trường lại anh. Nó giật cái chữ trường lại. Thì nếu con muốn đang không ung thư thì con ăn chay trường. Còn nếu con muốn ăn chay kỳ, chay ngày, chay tháng, chay năm là con ung thư. Bởi vì cha nói cái ăn chay nó làm cho mình chết chỗ đó. Chay thì có chay trường, chay kỳ, chay ngày, chay tháng, chay năm giữ ung thư lắm. Còn ăn cây cỏ mà hạt giống nó không có bị gì nữa nha. Rồi thôi xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Xin mọi người đứng lên đọc kinh.
Thiên nhiên cha và con và thánh thần amen. Sáng danh Đức Chúa Cha như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng như vẻ vô cùng amen. Rồi xin cảm ơn chú Năm, anh Tám, bác Đồng nha. Những người còn lại thì bác Đồng và các thầy sẽ chữa bệnh nha.